Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một hoạt động mới đầu năm 2020 tại server Trung Quốc, đó chính là cái hoạt động ném tuyết. Thì nghe có vẻ rất là quen thuộc đúng không các bạn? Nếu như những bạn nào đã chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile khoảng trên một năm thì chắc chắn các bạn đã tham gia cái hoạt động ném tuyết này rồi. Nhưng mà đây là một hoạt động với cách chơi hoàn toàn khác so với những gì các bạn đã biết nha Mình sẽ nói về cái thể lệ của cái hoạt động này trước cho các bạn sẽ dễ hình dung thì à, cái hoạt động cũ các bạn đã tham gia thì chúng ta sẽ lập tổ đội 4 người vào đó sẽ chia làm hai phe rồi nhặt những cái kỹ năng của những cái quả cầu tuyết để ném với nhau bên nào nhiều điểm hơn thì bên đó sẽ thắng nhưng với hoạt động này thì nó sẽ khác hơn một tí để tránh cái trường hợp là bị những ạc treo à, làm phá rối chúng ta thì cái hoạt động ném tuyết này chơi theo dạng cá nhân nha các bạn chúng ta sẽ báo danh cá nhân và đi cá nhân vào trong đó một cái bản đồ sẽ có tối đa là 6 người và 6 người này là không hề à, chung một phe phái nào cả nói chung là 6 phe luôn các bạn chúng ta sẽ chọi loạn săn ầu với nhau và chúng ta sẽ chơi cá nhân tránh được cái trường hợp đó là các bạn sẽ treo mặt hoạt động này sẽ chia làm 3 giai đoạn và cứ ở khoảng giữa mỗi giai đoạn thì sẽ có một khoảng thời gian để các bạn nghỉ ngơi à, khi các bạn mới vào hoạt động thì các bạn sẽ đi thu thập tuyết để làm vũ khí cho mình thu thập càng nhiều càng tốt và tránh bị đối phương à, tác động vào mình chỉ cần ăn một cái quả tuyết của đối phương là mình sẽ chết và mình sẽ biến thành một cái người tuyết màu xanh lá cây trong khoảng vài giây nha các bạn thì trong này nó còn có người tuyết màu xanh lá cây người tuyết màu xanh dương người tuyết màu cam màu đỏ các bạn và người tuyết màu xanh dương trở lên thì các bạn sẽ được thu thập và các bạn sẽ được những cái kỹ năng rất là mạnh cực kỳ hiệu quả luôn và mình sẽ giới thiệu cho các bạn những kỹ năng sau đây bây giờ mình sẽ vào hoạt động ngay luôn cho các bạn rồi hoạt động cho tuyết đã bắt đầu Đây cái bản đồ của hoạt động ném tuyết để các bạn thì nó không khác gì với cái bản đồ của hoạt động ném tuyết mà năm xưa các bạn đã từng tham gia Và chúng ta cũng có một cái hình dạng khác các bạn Đây là cái hình dạng ném tuyết khác Ngày xưa là chúng ta có những cái hình dạng khác nó dễ thương hơn Rồi bắt đầu mình sẽ đi thu thập những cái đống tuyết này để làm cái vũ khí riêng cho mình đó các bạn thấy là nó có số lần tích lũy sử dụng và khi chúng ta À, đánh được đối phương và đối phương sẽ biến thành một người tuyết màu xanh màu xanh này là màu xanh nước biển nha các bạn à, nó nó sẽ tồn tại khoảng vài giây thôi nó sẽ biến mất và những cái người tuyết xanh nước biển đó thì các bạn không thể nào thu thập được và với những người tuyết mà có màu xanh dương trở lên thì các bạn sẽ thu thập được để nhận được các kỹ năng ví dụ như là người tuyết màu xanh dương nó sẽ có kỹ năng là khi các bạn sử dụng kỹ năng đó nó sẽ À, bung tỏ ra những cái quả tuyết xung quanh mình và những đối phương xung quanh mình sẽ bị dính chiêu và bị chết hết các bạn rồi với à, những cái quả những cái người tuyết mà có màu cam màu cam á, thì sẽ giúp cho các bạn là tăng Nói chung là các bạn sẽ ở một cái trạng thái vô địch khi mà đối phương đánh trúng các bạn vẫn không sao trong khoảng 3 giây 3 đến 5 giây các bạn 3 giây rồi đó những cái quả cầu tuyết màu đỏ thì khi các bạn thu thập những cái quả này các bạn sẽ được một cái kỹ năng các bạn sẽ sử dụng liên tục mà mình không phải đi thu thập những cái đống tuyết khác à, trong một cái khoảng thời gian nhất định nha các bạn rồi ở à, mỗi giai đoạn như vậy nó sẽ có một cái con thú nó sẽ chạy ra và nó sẽ làm rối loạn chúng ta đây nó sẽ nhả ra thêm một số cái đạo cụ kỹ năng các bạn thấy người tuyết màu cam rồi đó rồi nó sẽ nhả ra một số cái đây các bạn thấy đạo cụ người Người tuyết màu cam khi cái nhân vật kia búp lên Có một cái hiệu ứng màu hồng hồng xung quanh đó các bạn Và mình đánh trúng thì không xin nhê gì cả Các bạn cố gắng lưu ý nha Khi xuất hiện những cái con thú đó Thì chúng ta sẽ thu thập Cố gắng chạy đi thu thập những cái người tuyết màu cam này Để tạo một cái khiên cho bản thân của mình Thì đây cũng là lần đầu tiên Mình tham gia cái hoạt động ném tuyết à, Theo kiểu mới này Tại server Trung Quốc Nên còn rất là nhiều cái Rất là hạn chế về à, Chưa biết nó là gì các bạn ạ rồi đó thấy chưa vừa định nhặt người tuyết màu cam Đã bị cái con kia nó quắn cho sạch máu Hiện tại thì các bạn thấy là mình đang top 4 Với mức điểm là 6000 điểm đây các bạn Thì à, cố gắng Rồi xong lật xe luôn các bạn ạ à. Như vậy là vòng số 1 chỉ còn khoảng 10 giây thôi 10 giây là kết thúc vòng số 1 Và chúng ta sẽ bước vào trạng thái nghỉ ngơi Ở trạng thái nghỉ ngơi thì tất cả chúng ta sẽ chuyển về trạng thái Đó là không PK không chiến đấu nữa Rồi sẽ chạy xung quanh để xem những đối thủ của chúng ta sẽ đứng ở vị trí nào. Qua vòng số 2 thì nó sẽ có như một cái mới là khi các bạn đánh um, một số người chơi thì người chơi đó sẽ biến thành cái người tuyết màu xanh dương nha các bạn. Và với người tuyết màu xanh dương thì các bạn có thể thu thập được người tuyết này để nhận cái hiệu ứng kỹ năng. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Vòng số 2 đã bắt đầu rồi chiến nào anh em ơi. Đó, có người tuyết màu xanh dương kìa các bạn. Đó, đánh nó và nó sẽ biến thành người tuyết màu xanh dương. Tùy con nha các bạn có con nó sẽ biến thành còn có con thì nó không biến. Hình như cái này nó tính theo là những cái người tuyết nào cao điểm thì nó mới biến thành màu xanh dương các bạn. Đó, sau khi đánh nhặt được cái người tuyết màu xanh dương các bạn sẽ nhận được một cái kỹ năng khác nữa các bạn ạ. À. Lúc nãy mình đã bị fail rồi, bị đánh chết và đã bị mất kỹ năng. để mình sẽ kiếm một cái người tuyết màu xanh dương và mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem nói chung là một phải chọi năm các bạn ạ à. nên đây là một chiến trường rất là ác liệt đấy có một cái màu xanh dương rồi mình sẽ ra, ra giữa bản đồ đó bung tỏ ra khỏi né luôn các bạn ạ à. trong cái phạm vi đó là khỏi né khỏi chạy đi đâu cả các bạn nào mà để ý bên kia đã nhặt được người tuyết màu xanh dương thì mau chóng mà chạy khỏi nó cho lẹ chạy càng xa càng tốt luôn và cái này nó có cái lợi thế là các bạn nhặt tuyết chúng ta sẽ được cộng dồn được cộng dồn nha các bạn cộng dồn rất là nhiều lần cũng rất là thuận lợi ở mình vừa đánh nó mà hình như bị lắc hay sao cái này với lại cái cục tuyết này nó cũng sẽ ta ghép được cái mục tiêu cho các bạn do đó các bạn đánh nó cũng dễ trúng hơn nó không có bị mít rồi sau khi cái con thú này nó xuất hiện nó sẽ xuất hiện một số cái vật phẩm người tuyết các bạn phải tranh thủ chạy để đi nhặt à, để lấy thêm cái đạo cụ kỹ năng cho mình rồi ăn cám heo luôn các bạn ơi nó đánh ghê quá mình sẽ cố gắng kiếm một số người tuyết cam và người tuyết đỏ để cho các bạn xem này có một người tuyết màu xanh dương mình sẽ tiếp tục nhặt cái em này rồi chạy ra giữa ban đồ và chúng ta tỏa lan chạy đi đâu ba em nó chết hết Ủa mình giết người quá trời luôn mà cái điểm của mình vẫn tăng rất là ít và mình vẫn đang xếp hạng tư Và các bạn lưu ý nha, cái quả cầu tuyết này nó chọi rất là xa do đó các bạn Mình né càng xa đối phương càng tốt nha các bạn à, Bây giờ thì đã đến cái thời gian nghỉ ngơi giữa vòng số 2, chuẩn bị bước sang vòng số 3 Vòng số 3 là cái vòng nó sẽ xuất hiện thêm người tuyết màu đỏ nữa các bạn ạ. À. Nó sẽ có thêm một cái kỹ năng mới cho các bạn Để các bạn à, tranh thủ Chúng ta sẽ chạy về đích Để nâng số điểm của mình lên Ok vòng số 3 đã bắt đầu Tiếp tục đi nhặt những đống tuyết Ở đây có khoảng một hai ạc nó treo các bạn ạ à. Mình sẽ tranh thủ đánh mấy ạc này để kiếm thêm điểm cho mình Cứ mỗi lần đánh như vậy các bạn sẽ được 1.000 điểm Và chúng ta đánh càng nhiều càng tốt Cố gắng đừng để chết các bạn ạ à. chết mày đi chết mày đi rồi hết đồ để chọi chạy có người tuyết xanh rồi có người tuyết xanh rồi các bạn ôi ơi bậy rồi ơi à, lắc các bạn ạ à. đây có một người tuyết màu đỏ mình sẽ bung cái chiêu màu xanh và mình sẽ nhặt cái người tuyết màu đỏ này đây các bạn sẽ nhận được một kỹ năng của người tiếng màu đỏ chúng ta sẽ đánh liên tục trong một khoảng thời gian à, mình chưa biết chính xác là bao nhiêu nữa các bạn ạ à. À, chúng ta không phải tốn thời gian đi nhặt những cái đống tuyết khác rồi chắc khoảng được à, 10 đến 15 giây trong khoảng đó cố gắng kiếm càng nhiều người và đánh càng tốt đây là cái người tuyết màu cam sẽ búp cho các bạn đó cái khả năng à, miễn bị đánh chết trong một cái khoảng khoảng 3 đến 5 giây các bạn ạ à. Ok, mình sẽ dùng cái người tiếp màu đỏ đánh khí thế luôn. Rồi, mất tiêu. Rất tiếc trong tình huống vừa rồi. Vẫn top 4 các bạn. Đi tệ quá lần đầu tiên đi bị ăn hành sắp mặt. Cái này thì nó sẽ xếp hạng cho chúng ta nha các bạn. Nó sẽ xếp hạng. Nó có một cái bạn xếp hạng riêng và phần thưởng thì rất là quý giá luôn các bạn ạ à. có hòa thị bích rất là nhiều rồi ngoài ra chúng ta còn nhận được cống hiến à, tư chất đơn tẩy tủy đơn rồi à, bình những cái à, tu luyện đơn nữa các bạn truyền công đơn nữa rất là nhiều thứ nói chung là mình thấy cái hoạt động này nó cho phần thưởng khá là ok à, cực kỳ ngon luôn các bạn tí nữa mình sẽ mở rương cho các bạn xem và cái phần thưởng xếp theo hàng của nó thì chính là hòa thị bích một cái phần thưởng à, rất ngon cho những em nào cài cấp à mình nói nhằm cho những em nào cài lực chiến thì cái hoạt động nói chung thì nó cũng khá là dễ dễ hơn mấy cái hoạt động khác mà những hoạt động khác các bạn bắt buộc phải đi theo team hoặc là đòi hỏi kỹ năng nhiều hơn rồi cuối cùng thì mình về được top 3 các bạn ạ à. thua cái top 2 chỉ 1.000 điểm thôi một mạng thôi à rồi bây giờ thì mình sẽ ra ngoài và mình sẽ nhận phần thưởng cho các bạn xem nha. Đây các bạn xem phần thưởng của nó rất là nhiều thứ. Rồi được 2.000 công hiến. Đây này danh vọng hay công hiến các bạn ạ. À. Mình sẽ mở cái rương này. Đó năm cái tu luyện đơn rất là ngon. OK, đó là những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái hoạt động ném tuyết này. Đây là một hoạt động với một cái cách chơi mới và các bạn sẽ đỡ ức chế hơn với những cái ạc treo khi mà ghép team với họ bởi vì các bạn sẽ đi cá nhân. Rồi video của mình đến đây là hết. Nếu cảm thấy thích video này, các bạn hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. À, một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.